Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký nghị quyết số 55 ngày 14 tháng 4 2022 về vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo đó, Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về việc tiếp nhận vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi viện trợ từ chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế cho Việt Nam. Bộ Y tế căn cứ vào tình hình dịch bệnh, tiến độ tiêm vaccine, nguồn viện trợ, nguồn vaccine có thể mua thương mại để xác định và chịu trách nhiệm về số lượng, loại vaccine nhận viện trợ, mua thương mại. Trường hợp cần mua vaccine thương mại để tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Bộ Y tế chủ động xác định và chịu trách nhiệm về số lượng, thời gian và chủng loại vaccine cần mua phù hợp với tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Y tế chịu trách nhiệm tiếp nhận viện trợ, mua và tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo hợp lý, an toàn, khoa học, hiệu quả và đặc biệt là tiến độ.